Tối ngày 21 tháng 8, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Sở thú Vườn Xoài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa đã chào đón 7 con hổ con Bengal ra đời, nâng số lượng đàn hổ lên hơn 40 con. Tính đến nay, khu du lịch đã thuần dưỡng và nhân giống thành công nhiều loài thú quý như hổ, sư tử, gấu đen, các loài linh dương và nhiều loài chim khác.